Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái hóa đơn bán hàng trên cái phần mềm Kiosk Việt bằng cái máy in nhiệt mini cầm tay Bluetooth khổ 80mm này nha các bạn. Đây là cái khổ giấy 80mm bên mình nha. Đây, một cuộn bên mình là 80x50 nha các bạn, không có lỗi nha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này nha. Thì đây là máy in nhiệt mini cầm tay khổ 80 Bluetooth. Đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn giấy nha. Các bạn lấy hai tay, các bạn bật cái nắp lên nè. Đó, các bạn để giấy vào như thế này nha. Các bạn để giấy ngược là in nó không ra mực nha. Đó, các bạn đóng nắp lại nè. Cái đây là nút nguồn nè, các bạn mở nút nguồn lên nè. Rồi, đây là nút xả giấy nè các bạn. Các bạn bấm nó xả giấy ra nè. Rồi, khi mà các bạn mua về á thì các bạn mở cái cục pin nha. Các bạn tháo cái miếng dán ở đây nè, bên mình có dán cái miếng dán cách điện ở chỗ này nè các bạn tháo ra nha, để các bạn sử dụng nha. Các bạn không tháo ra các bạn không sử dụng được nha. Rồi các bạn đóng lại nha. Rồi bây giờ các bạn mở nút nguồn lên nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in này với phần mềm Kiosk Việt trên cái điện thoại Android nha. Một xíu nữa mình sẽ hướng dẫn trên cái điện thoại iPhone nha. Rồi các bạn vào cái điện thoại Android nè, các bạn vào trong cái phần Bluetooth nè. Rồi cái tên máy in là MTB3 nè, MTB3 nha các bạn. Các bạn bấm vào, các bạn ghép đôi với cái pad là 4 số 0 nha. Rồi sau khi ghép đôi rồi á thì các bạn quay vào cái phần mềm Kiosk Việt, các bạn bấm vào cái chỗ ba gạch trên này ha, các bạn vào cài đặt. Rồi các bạn thêm máy in nè. Rồi ở đây các bạn chọn cái tên máy in Bluetooth nha, BM02 hoặc BM03 nha. Các bạn đặt tên cho máy in. Rồi cái tên này tên Bluetooth nè các bạn. Đó, các bạn bấm vào cái tên Bluetooth của máy in. Khi nãy mà các bạn ghép đôi á, các bạn không ghép đôi là các bạn vào đây các bạn không thấy tên máy in nha. Rồi bắt các bạn bấm kết nối, nó hỏi lại ghép đôi lại nè các bạn. Rồi ok, bây giờ mình ra mình in thử nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái đơn cũ mình in cho các bạn xem nha. Rồi ở đây các bạn có thể chọn cái mẫu hóa đơn phù hợp với các bạn nha. Thì cái này là trên cái phần mềm của Kiosk Việt nha, các bạn có thể tạo nha. Rồi đây là đơn demo, rồi mình in ra nha. Đây các bạn ha, cái máy chạy trên cái điện thoại Android rất là nhanh nha, rất là nhanh và mượt nha. In lại lần nữa cho các bạn xem nha. Thì nó ra một nửa như thế này á, là do hiện tại là mình đang chỉnh cái khổ giấy là 57 nha các bạn. Cái này các bạn chỉnh cái khổ giấy lại là 80 là được nha các bạn, rất là dễ nha, chứ không có gì khó nha. Một xíu nữa mình sẽ in thử trên cái điện thoại iPhone cho các bạn xem nha. Cái này chỉnh trên cái phần mềm Kiosk Việt thôi, chứ không có gì chỉnh cái khổ giấy thôi nha các bạn. In trên cái điện thoại Android thì nó chạy rất là nhanh nha. Đó, có một vấn đề là trên cái điện thoại iPhone đó các bạn, khi mà các bạn kết nối các bạn in á thì nó sẽ chậm, trên cái điện thoại chậm hơn cái điện thoại Android một chút xíu nha các bạn, trên cái điện thoại iPhone á. Ok, bây giờ mình sẽ in thử cho các bạn xem trên cái điện thoại iPhone nha, nó sẽ chậm hơn chút xíu. Thì trên cái điện thoại iPhone á, các bạn không cần phải ghép đôi nha, các bạn chỉ cần vào dấu ba gạch đây nè, các bạn vào cài đặt máy in nè. Đó, các bạn thêm máy in nè, chọn module là BMI02 hoặc BMI03 nha. Rồi tên Bluetooth cũng y chang MTB3. Rồi đặt tên nè. Rồi lưu. Rồi bây giờ mình ra mình in thử cho các bạn xem nha. Trên cái điện thoại iPhone nó in sẽ ra chậm một chút xíu. Đây các bạn xem nè. In nó ra hơi chậm đó các bạn. Đó, nói chung là tốc độ in nó hơi chậm. Đây các bạn thấy không, mực in rất là đậm và nét luôn nha.
Để mình vào mình xem lại chỉnh cái khổ giấy. Mẫu bên 80 nè. Rồi ra in lại cho các bạn xem nè. Thử coi. Vẫn ra khổ nhỏ. Cái này chỉ cần chỉnh lại cái khổ giấy là được nha các bạn, chứ không có gì hết nha. Cái khổ giấy nó bị cài đặt cái khổ giấy thôi. Ok các bạn, thì ngoài cái phần mềm kiosk Việt ra thì cái máy này có thể in được là app tính tiền TV nè, sổ bán hàng nè, Sabo Flyer nè các bạn, cũng rất là nhiều cái phần mềm. Ok thì các bạn muốn mua cái máy này thì các bạn xuống dưới phần mô tả các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, để được giao hàng tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để một like hoặc subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.